xác lập kỷ lục Việt Nam tại lễ hội áo bà ba, áo dài ở Cần Thơ. Khoảng 4.500 phụ nữ Cần Thơ tham gia trong trang phục áo bà ba và áo dài trong hai nhánh diễu hành. Ngày 14 tháng 10, tại công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài nhằm tôn vinh nét đẹp, tình yêu với chiếc áo bà ba, áo dài. Với chủ đề Duyên dáng phương Nam, lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài thu hút 4.500 phụ nữ tham gia. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, đơn vị trường Đại học Tây Đô, cho biết đây là chương trình rất ý nghĩa bởi áo bà ba, áo dài là trang phục truyền thống của người dân Nam Bộ nói chung, người dân Tây Nam Bộ nói riêng. Mặc những trang phục này góp phần giữ được những nét đặc trưng của con người Tây Nam Bộ. Chị Vũ Thị Bích Hằng, quận Ninh Kiều, bộc bạch, tôi rất vui và tự hào là người phụ nữ Việt Nam. Khi được mặc lên bộ áo bà ba truyền thống, bản thân tôi rất háo hức và ủng hộ hết mình lễ hội này. Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động diễu hành áo bà ba, áo dài. Sau đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật áo bà ba, áo dài với khoảng 450 người mẫu, diễn viên trình diễn. Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động như diễu hành đoàn xe máy cổ viếng đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, tổ chức hoạt động chợ xưa. Đặc biệt, cuộc thi ảnh Nét Duyên Áo Bà Ba thu hút rất đông phụ nữ ở mọi lĩnh vực tham gia. Ban thẩm định của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Việt Kiên, đã ghi nhận có 4.500 phụ nữ tham gia trong trang phục áo bà ba và áo dài trong hai nhánh diễu hành. Trong đó, đoàn diễu hành trang phục áo bà ba có khoảng 2.400 người tham gia, đoàn diễu hành áo dài có khoảng 2.100 người tham gia. Với sự kiện này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã được công nhận kỷ lục Việt Nam với nội dung Duyên dáng phương Nam, sự kiện diễu hành áo bà ba và áo dài cùng thời điểm có số lượng người tham gia đông nhất. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 2004-2024 và 93 năm ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.